Xin chào mọi người, thì lâu rồi Alan không có làm video để hướng dẫn mọi người vẽ. Thì hôm nay Alan sẽ hướng dẫn anh em cái cách vẽ một cái hoa văn đơn giản đầy đủ để tiếp tục theo cái video ở phần 1 ha. Thì một cái hoa văn đơn giản đầy đủ nó như thế nào, thì ở trong video này thì Alan sẽ hướng dẫn anh em vẽ một cái hoa văn đơn giản mà đầy đủ cành lá nhé, như cái hình Alan vẽ tạm ở đây đó. Thì anh em có thể theo và mình tập vẽ. Rồi, tạm thời là như vậy. Đó. Ok. Thì thứ nhất thì Alan sẽ vẽ một số loại lá cây ha, lá cây ở phần lưng phần gốc như thế nào, thì ở đây mình sẽ vẽ một số cái đường thẳng. Một số cái đường thẳng làm cái bản lề cho anh em dễ theo dõi. Vẽ một số cái thể loại lá cây cho anh em xem. Rồi, thì ở đây Alan vẽ trước một cái xương sống, một cái xương sống như thế này ha. Thì cái này là xương sống số 1. Rồi tiếp theo mình sẽ có một cái xương sống này là xương sống số 2. Để mình edit xếp lại. Xương sống số 2. Rồi, xương sống số 2. Được chưa? Rồi, dựa trên hai cái xương sống số 1, số 2 này á, thì mình sẽ vẽ thêm một cái đường vẽ số 3. Rồi. Đẹp xấu thì mình tính sau, bây giờ giải thích trước cái đã. Chưa? Thì mình ra được một cái lá cây. Một cái lá cây, Alan vẽ qua cho anh em xem. Tí mình sẽ chỉ anh em tả cái chiều bóng ha. Đây là ánh sáng nè. Ánh sáng. Chưa? Ánh sáng. Đó, ánh sáng sẽ chiếu vào cái phần lá cây. Thì anh em chú ý là cái xương sống số 1, xương sống số 2 nó nằm như thế nào trong cái bố cục. Thì bây giờ mình có một cái giới hạn của bố cục. Đây là giới hạn. Giới hạn ha. Ở đây là xương sống, xương sống, xương sống, cái xương đi ha. Xương sống của lá thì ở phần 1 thì mình đã hướng dẫn cho anh em là xương sống của lá là như thế nào rồi. Đây là giới hạn của cái vật liệu ha, của một cái vật nào đó. Gọi là cái đường border, tiếng Anh cũng là border ha. Border. Rồi. Thì cái chiều cái đường số 1 nó sẽ đi song song với đây số 1 đây. Đợi mình xíu. Số 1. Nó sẽ song song với cái xương lá này. Song song với xương lá này. Rồi. Mình xóa bớt để anh em xem. Song song với xương lá đó thì ở đây thì cái đường giới hạn mình làm một cái border. Cái đây là phần phần thịt. Phần thịt này thì mình sẽ để trắng. Cái giới hạn của vật liệu là khi này nó lọt ra bên ngoài nè. Còn đây mình sẽ khắc một cái viền
để bao. Thì tí nữa thì khi mình vẽ đầy đủ trên một con dao đi, mình sẽ vẽ mẫu cho các bạn một con dao, một cái khung con dao, thì mình sẽ giải thích cái border này luôn ha. Rồi, ở đây thì mình có một cái xương lá. Xương lá như hôm bữa là mình có vẽ như thế này. Rồi, tương tự thì mình sẽ vẽ một cái lá. Cái quy tắc của số 1 này, quy tắc của số 2 này cho anh em xem. Thì đây quy tắc cái đường số 1 thì mình sẽ vẽ song song và sát mí. Đấy, song song và sát mí. Rồi, khi thực hành thực tế thì mình sẽ vẽ đẹp hơn cho anh em xem ha. Cái này mình chỉ giải thích thôi, là cái đây là đường số 1. Tiếp theo chúng ta có đường số 2. Đường số 2. Đây, số 2. Và tiếp theo mình sẽ có đường số 3. Được chưa? Để nó phủ kín. Rồi, hoặc đó là một cái lá. Còn khi không gian này nó quá lớn thì chúng ta phải vẽ coi như đây là cái xương sống của cái xương lá luôn đi. Từ dưới lên này mình vẽ đầy tròn hết. Ở đây mình sẽ chia làm hai. Chia làm hai là một cái đường số 1. Số 1 nha, đường số 1 tiếp của cái lá thứ hai. Được chưa? Rồi, thì mình sẽ tiếp theo là mình sẽ vẽ cái đường số 2 của cái lá thứ nhất nè. Đó. Sau đó mình sẽ vẽ một cái đường số 3. Ha. Đó, đường số 3 nó ra được một cái lá. Giờ tương tự ở đây cũng vậy. Đường số 2. Đường số 1 cúp vô chút xíu. Rồi. Đường số 3. Đường số 3 vô ha. Thì nó sẽ ra cái lá. Rồi tương tự cái xương lá này cũng là cái đường số 1 đi. Cái xương lá này là đường số 1 rồi. Thì tiếp theo mình sẽ vẽ cái đường số 2. Câu vô trong. Đó, nó sẽ thành là một phần cái lá. Rồi. Tả bóng. Tả bóng thì tương tự như ở phần bên này. Phần bên này để mình đổi màu bút. Rồi, phần bên này. Tương tự như phần bên này. Thì mình sẽ vẽ bóng cho mọi người xem. Ở đây thì ở trên phần mềm thì mình vẽ thì mình có thể xoay ha. Xoay thì trong khi mình thiết kế trên giấy thì mình cũng xoay kiểu này để mình tả cái bóng nó dễ hơn. Đó. Thấy ha. Thì cái đường thứ nhất nó phải dài hơn. Thì theo cái bóng nó đổ hướng nào thì mình sẽ vẽ cái đường thứ nhất nó dài hơn. Đó. Ha. Rồi. Đây thì bóng nó đổ trên này xuống. Nha, trên này xuống. Đó, thì canh theo đó mà mình vẽ. Rồi cái đường line của Alan thì vẽ nó khá là đậm thì mình giảm cái size xuống. Rồi mình coi cái hiệu ứng như thế nào. Đây. Thì mình xoay kiểu này để mình thao tác theo tay mình cho nó dễ. Đó. Chú ý là các cái đường này nó phải luôn song song. Luôn song song. Được chưa? Đó. Rồi tiếp theo qua cái đầu thứ hai thì mình phải dài hơn nè, đó, dài hơn để nó tả cái góc cua. Rồi tiếp theo nó ngắn đi. Nó ngắn đi. Ha. Rồi xoay lại cho anh em xem. Đó, thì ở đây thì ở cái thứ nhất. Ở cái lá thứ nhất thì mình tả nó chưa được đẹp đúng không? Do các cái đường nét. Cái sợi bóng nó bự quá. Ha, ở cái thứ hai là ổn nè. Thì ánh sáng nó chiếu vào đây. Chiếu vào đây. Đó. Rồi, tiếp theo mình tả bóng luôn cái xương này nhé. Thì cũng tương tự như vậy. Chiều ánh sáng thì nó chiếu xuống chỗ này đi. Thì nó đồng loạt như nhau hết.
Thì ở đây Alan vẽ đó, tương tự vậy mình vẽ ngắn đi đó. Đó, anh em thấy không, cái lá nó cúp xuống đó. Rồi tiếp theo thì mình vẽ xóa cái dấu này đi, cũng là cái màu ha. Rồi ở đây thì cái chiều lá, cái chiều cái đầu này nó cúp xuống á, cúp xuống thì ánh sáng mình sẽ tả như sau ha. Thì mình sẽ tả là cái đầu này nó cúp xuống thì ánh sáng nó sẽ đi xuống như này. Đó. Đây, hợp lý chưa? Thì vẽ nó trái tay cho nên là nó cũng hơi khó để mình canh. Rồi. Đây. Thì cái chiều lá cây nó sẽ cúp vào. Để đây mình vẽ mẫu cho anh em xem về cái trình tự ánh sáng thôi ha. Thì ở đây thì mình sẽ coi cái hướng ánh sáng tiếp tục. Thì ánh sáng nó đi vào cái chiều này tiếp. Thì mình sẽ phải, ở đây mình sẽ phải vẽ thêm một cái sóng lưng cho nó. Sóng lưng cho nó diễn cái ánh sáng. Nó có sự cúp xuống. Đây thì cái chiều của cái cây, cái chiều của cây thì mình nhìn ở đây thì nó sẽ cảm giác như là ánh sáng đánh vào hướng này ha, rồi xong rồi nó uốn lượn theo chiều này. Đó, thì anh em có thể thấy cái cách mình tả ánh sáng như thế nào. Rồi thì trong thực tế thì mình vẽ, mình sẽ canh chỉnh thêm cái này, vẽ mẫu cho anh em để anh em biết cái chiều ánh sáng như thế nào. Tiếp theo thì Alan sẽ vẽ một số mẫu lá bo tròn, lá bo tròn ha, mình khoan đi với những cái lá phức tạp ha, lá bo tròn. Rồi tuân thủ theo nguyên tắc số 1, số 2, số 3 hoặc là 4, 5, 6 gì đó. Thì mình sẽ thử ở bên dưới. Thứ nhất là bây giờ mình vẽ vài cái mẫu lá cho anh em xem. Số 2 nè, số 1 nè, số 3 nè, 2, 1, 3 ha. Lá thứ nhất. Rồi tiếp theo mình cũng chuyển tiếp. 2, 1, 3, nhưng ở 3 ở đây mình cúp thẳng vô trong luôn ha. Y chang cái này thôi, đúng không? Mình vẽ lại cho anh em xem. Rồi cái phần này to cũng được, phần này nhỏ cũng được, hay là nhỏ to cũng được, thoải mái ha. Giật mà giật lại thoải mái. Rồi cũng cái theo nguyên tắc đó, mình không cần vẫn bo tròn giống như ở đây, thì mình sẽ làm cho cái lá nó cảm giác nó sắc nét hơn. Đây cũng được đó, cái mẫu thứ hai. Rồi tiếp theo thì mình có nguyên tắc là cái phần số 3 này là lá đôi ha, lá đôi có bằng số 3, thì bây giờ mình 4, 5 luôn cũng được. Rồi 2 nè, 1 nè, 3 nè, 4 nè, vẫn được ha. Thì cái chiều lá cúp xuống hoặc là lá bo
bo nhọn ở đây cũng được, không sao. Nếu mà bo như vậy thì anh em phải bỏ bớt một cái khoảng trắng đi để cảm giác là cái lá, cái thằng này nè, nó đi ra đằng sau của cái xương sống này, đúng không? Nó ra đằng sau đó. Rồi thì cái này là một nè, hai nè, ba nè, bốn nè, thậm chí anh em có thể là chơi cả năm luôn đó, đường tròn mà. Vẽ số 2 trước, mình vẽ số 1, 3, 4, 5, thoải mái. Rồi, tiếp theo là canh cái xương sống đầu tiên của nó khi lấy ánh sáng. Coi như chiều ánh sáng của chúng ta là nó từ trên xuống đây đi. Đổi màu nha. Ánh sáng từ trên xuống, từ trên xuống, từ trên xuống. Ha, ở cái chiều đó từ trên xuống thì Alan sẽ vẽ cho anh em xem một số cái kiểu mà mình xác định cái xương sống trước, xương sống của bóng ha. Thứ nhất ở cái lá thứ nhất này thì xương sống của bóng, xương sống của bóng nó nằm ở đây hả, xương sống của cái đầu thứ hai nó nằm ở đây, mình mới biết được cái xương sống của nó. Đấy, nằm đây đúng không? Thì do nó cúp à, cái chiều nó cúp ở đây thì cái phần xương sống sẽ nằm, xương sống của cái bóng ha, nằm đây, cái này nằm đây chưa. Rồi ở cái ba cái lá này mình sẽ diễn nằm ở đây, xương sống chính nha, nằm đó. À, rồi tiếp theo thì ở cái phần này cũng vậy, mình phải vẽ cái xương sống bóng trước, sau đó mình mới vô các cái phần gân lá để mình tả bóng xong. Rồi tương tự thì Alan sẽ vẽ thêm vài cái lá phát triển từ đây lên, thì cái độ phức tạp của nó thì nó sẽ nhiều hơn. Thì nhưng mà ở đây thì mình hướng dẫn cho anh em cách cảm giác về cái bóng cũng như là cái vẽ một cái lá cơ bản trước ha. Còn phức tạp hơn nữa thì mình sẽ như những cái lá này mình sẽ hướng dẫn anh em trong một cái clip sau. Nhiệm vụ của chúng ta thì hôm nay thì vẽ tập vẽ những cái lá cơ bản dựa trên cái đường xương sống này là Alan có vẽ ha, cái đường xương sống của cái cây đây, đường xương sống của cái cây thì cái lá nó phát triển từ đây lên, phát triển lên ha, cho dù nó là bên trong hay bên ngoài gì cũng vậy, thì mình căn cứ vào đó mình vẽ. Thì vẽ cái lá đẹp trước thì nó sẽ ra. Rồi, tương tự thì mình sẽ kiếm cái xương sống của những cái lá này. Ha, xương sống của cái củ bóng á. Rồi mình vẽ trước cái xương sống này cho nó có cái xương sống của củ bóng. Thì mình tiếp tục thì mình sẽ vào những cái nét con của nó. Thì anh em sẽ thấy mình diễn nó rất là thật luôn. Thì mình sẽ vẽ cái thứ nhất ha, mình xoay để cho nó dễ vẽ thôi. Cái ở ngoài thì mình có thể dùng giấy ha, khi mình dùng giấy mình vẽ thì mình xoay cái tờ giấy cũng tương tự như vậy. Rồi đó, để anh em dễ thấy. Này vẽ khá nhiều ha. Đó. Thì qua cái thứ hai đi cho nó ổn hơn. Do cái xương sống thứ nhất thì mình vẽ nó hơi hở. Đó. Ha, anh em cảm giác ha. Đó, để mình vẽ một loạt đi, anh em xem rồi nhận xét đánh giá ha.
Thì cái này trên cơ sở mình chia sẻ, có thể một số anh em khác đi vẽ tốt hơn rồi đó, nhưng mà chia sẻ lại cho anh em nào mà chưa biết cái nguyên tắc vẽ cái lá cây thì trong clip này mình hướng dẫn. Rồi, do cái chiều tay của Alan vẽ thì nó lật theo chiều này. Lúc làm clip chắc lật lại cho anh em xem. Mình vẽ một nét ha, không có gôm tẩy nên là có thể nó hơi gân gân sọc sọc, cái đầu đường nó không có đều thôi, nhưng mà đó là cái nguyên tắc để chỉ cho anh em làm cái bóng. Rồi tương tự như cái này, xoay lại ha. Sau khi mình vẽ bóng thì anh em có thể thấy là cái chiều ánh sáng nó đổ một trên một số cái cây này, thì mình chỉ rõ cho anh em xem ở cái chiều ánh sáng nó như thế nào ha. Thì ánh sáng ở đây chiếu xuống nè, đó, chiếu từ trên xuống, thành ra là anh em thấy đó. Rồi thì tương tự ở đây thì mình sẽ thêm một cái số cái hiệu ứng giống như là để cho các cái chiều cái lá nó gập xuống á, giống như cái chiều đây nó nghiêng nè, cái lá nó nghiêng xuống thì ở đằng này nó gập xuống, rồi đằng này nó gập xuống, nó nằm cúp ở trong này, thì mình vô một chút xíu cho nó tả ha. Đó, cho anh em xem chiều nó gạt xuống bên này đó, mình đã cảm giác được ánh sáng từ trên xuống đây đó. Rồi tương tự như chỗ này mình sẽ thêm một số chi tiết cho cái cảm giác như cái lá nó cụp xuống đó. Thử ở đây đó. Tăng thêm phần sống động cho cái lá đúng không. Rồi. Thì ở đây thì Alan kết thúc cái phần vẽ cái lá ha. Cái lá. Rồi tiếp sau đây thì Alan sẽ vẽ một cái cây hoàn chỉnh. Một cái cây hoàn chỉnh giống như phần bài trước thì mình có vẽ cái loại lá cây như thế này, nhưng mà chỉ có một cành thôi. Thì bây giờ mình sẽ chuyển sang vẽ một cái cây hoàn chỉnh ha. Thì các bạn tưởng tượng ở đây thì giống như là một cái bảng khung này thì không nhất thiết nó phải hình chữ nhật ha. Để Alan chỉnh coi, giống như một cái cán dao đi, ví dụ vậy, một cái cán
cán dao hay là một cái gốc. Đây, một cái gốc làm việc đi, một cái gốc của một cái món đồ nào đó. Thì nó không nhất thiết phải có đầy đủ các cái hình dạng. Đây, như thế này cũng được. Vậy đi. Đó. Đó, ví dụ vậy. Rồi, ví dụ vậy ha. Thì cái đường, coi như cái đường bao ở ngoài này á, nó chính là cái mặt vật liệu mà mình cần điêu khắc. Tiếp theo thì mình sẽ copy cái template này, mình tạo cái border. Rồi, mình tạo cái border cho nó. Rồi. Thì cái lý do là một cái bản khác thì mình phải có cái border để làm cái gì? Để làm cho các cái hoa văn á, cái hoa văn á, nó tách biệt đi. Ví dụ như là bây giờ mình vẽ một cái vẽ đại một cái gì đó đi ha. Không đẹp không xấu, không ý kiến ha. Rồi. Đó, ví dụ như vậy thì mình sẽ đổ cái một cái nền đen vô. Thì cái border đây là cái border ha, border nè, cái phần thịt màu trắng này nè, anh em thấy nè, nó là cái border để mình tách biệt cái đối tượng ha, đối tượng này với cái border đó là cái lý do mình phải có border. Rồi thì khi có border này thì ở clip này thì ở video này thì Alan sẽ hướng dẫn cho anh em cách phủ rộng và một cái cây hoàn chỉnh, mình vẽ cái bách bon như thế nào để cho nó hoàn chỉnh ha. Rồi ok. Thì ở đây thêm cái layer khác đó. Rồi ở đây thì mình sẽ vẽ phác họa, zoom lên cho anh em thấy cho nó rõ, vẽ phác họa ha, chọn cái bút phác họa đi. Rồi thì xác định cái góc của nó ở đâu. Thì ví dụ như ở đây thì Alan sẽ lấy cái góc ở đây ha. Cái mình xem cái chiều của cái đồ vật á, chiều của đồ vật thì nó theo cái hướng mũi tên này đi, hướng mũi tên này thì mình chọn cái góc nó nằm ở đây, cái góc nó nằm ở đây ha. Rồi bây giờ mình bắt đầu ha. Ok, phát họa mình sẽ vẽ một cái cuốn y như cái thằng cũ thôi đúng không, mình sẽ phát họa cái cuốn nó nằm ở đây. Tùy món đồ to nhỏ nha, giống như trong cái phần clip trước á, mình có nói tùy món đồ to nhỏ mà mình vào cái hoa văn á, nó có độ phù hợp. Giờ mình vẽ đơn giản thôi ha, để anh em dễ làm quen theo thôi. Đó. Đây là một cái lá cây hoàn chỉnh nè.
Thì từ cái đường bách bon này thì mình sẽ phát triển thêm, đúng không? Những cái đường bách bon. Rồi lưu ý nè, ở chân phần mép này nè, cái xương sống này nó phải sát vô nha. Rồi đây là phát họa thì mình lấy vài nét cho nó có thôi. Đó. Thì gạch như thế này á, thì mình sẽ canh được cái chiều của cái cây nó sẽ uống lượng như thế nào. Đó. Mình thấy ở trên này xuống cũng được, nhưng mà có vẻ nó song song quá đúng không? Thì mình lấy trên này xuống luôn. Làm sao cho nó phủ kín hết cái không gian ha. Thì cái đó là cái mục tiêu của mình khi mình vẽ. Rồi tiếp theo thì mình thêm một cái layer nữa để mình dễ dàng mình vẽ các cái đường nét thật. Rồi thì ở đây thì Alan sẽ zoom lên vẽ các cái line trước, cho sau khi mình phát họa mình vẽ luôn cho nó sát rạc luôn ha, sát rạc vô cái border hồi nãy mình có nói với anh em, để cho nó sát rạc được luôn. Chú ý cho nó sát vô. Cho nó sát vô. Sát vô thì nó sẽ đẹp. Rồi tương tự thì mình sẽ vẽ hết bách bon này ha. Rồi để cho anh em xem đẹp xấu không quan trọng ha, quan trọng là anh em hiểu được cái nội dung của cái bài này. Tay của mỗi người vẽ mỗi kiểu, cho nên là hoa văn thì có thể là mình vẽ dựa trên cái cơ bản này mình vẽ. Cái line này, mấy cái line này Alan vẽ thì mục tiêu là cho anh em hiểu mình đang làm gì ha. Rồi, nguyên tắc của nó. Rồi, đây cũng vậy. Rồi lắp luôn ha. Rồi đầy đủ rồi đó, giờ nó lắp hết rồi. Tiếp theo thì cái nguyên tắc cũng bắt đầu từ gốc ở đây, mình vẽ tiếp ha. Anh em tuân thủ cái nguyên tắc là line số 1 ha, đường line số 1, line số 1, line số 2, được chưa? Line số 3, nó chưa có sát nha, nó chưa có sát, chưa có sát thì mình chỉnh cái line số 1 lại, mình câu cho nó sát luôn, chưa?
nguyên tắc thì nó mới sát, nó mới đẹp. Rồi anh em có thêm một cái lá thứ nhất. Tiếp theo cái line số 1 mình đi tiếp, đi tới khi nào nó đụng cái bad boy và bad bon đó. Rồi tiếp theo cái line số 2 bắt đầu đi lên chưa. Rồi thì mình sẽ vô đây, vô mình lưu là cái số 3 đó, có những cái lá rất là đẹp. Rồi à, tiếp theo mình cái này là line số 1 luôn của cái gốc rồi, thì mình vô cái line số 2 đó chưa. Anh em có một cái lá đầu tiên rất là sinh động. Rồi tiếp theo cái phần nhụy ở đây nè, thì nó cũng là cái lá thôi, nó chả phải cái nhụy gì hết. Anh em vẽ cho mình line số 1, số 2 mình có rồi nè, vẽ số 3, số 4 nè, 1 nè, 2 nè, nó đã có rồi đúng không. Vẽ số 3, vẽ số 4 đó, đó là cách mình làm. Rồi tí nữa mình sẽ xong cái lá này, mình sẽ chỉ anh em cách vào bóng như cái phần đầu của cái video này. Rồi tiếp theo mình sẽ vẽ ở đây luôn line số 1 nè, không ổn thì mình xóa đi, đâu cần phải thiếu một nét đúng không các bạn. Đó, số 1 nè, vô. Rồi số 2 nè, số 2 chừa đường cho số 3 nha. Đó rồi, số 2 xong rồi, số 3 nè, chưa chưa sát thì dễ cho nó sát mí vô. Đó, tiếp theo số 1 nè, cúp vô một cái, số 2 lên nè, đó số 3 vô. Đó là anh em có những cái khung lá rất là đẹp rồi đúng không. Đó, được chưa, quá đẹp luôn á. Rồi tiếp theo ở đây cũng vậy, 1, 2 gì trước cũng được, nhưng mà quan trọng nhất là line số 1 nè. Line số 1 đẩy lên là phải full, phải sát mí luôn, sát mí hết. Và số 3 sát mí luôn. Đó, anh em chú ý nha, vẽ nó phải như vậy. Thì tí nữa mình sẽ nói tại sao mình quan trọng cái số 1. Số 1 nè. Rồi số 2 lên, số 3 vô. Đó, nó lại vậy. Rồi số 1 vô nè, số 2 trả về. Chưa, thì như bóng đá vậy đó, nghe không? Dữ dằn à. Đó, tương tự. Thì đây nhỏ quá thì mình 1 2 vậy thôi. Đó, bên này cũng vậy. Cứ 1 2 là quất vô là nó ra, đấy. Rồi ở đây thì cũng theo nguyên tắc đó luôn. Đó, mình có thể chơi cái cúp tròn cho cái line số 3 này. Đó, số 3 nè, số 3 nè. Đó, có thể làm cái lúc cúp tròn cho cái số 3 luôn. Đó, cho nó vô vậy cho nó đẹp. Rồi cái khoảng này trống quá thì mình lấy cái xương sống của cái anh này. Cái anh này nè, mình vẽ cái lá lên, làm sao nó lấp hết mấy khoảng trống là được. Đó, anh em thấy không? Rất là đơn giản, không có gì khó. Rồi line số 1 lên nè. Đó, rồi số 2 ha, xác định số 2 trước. Rồi mới vô số 3. Được chưa? Thì trong lúc vẽ nếu muốn mình vẽ quen tay á, mình làm ào ào luôn à, 1 2 3 thì không quan trọng. Nhưng mà theo cái ban đầu mình vẽ thì mình phải để ý.
để ý cái nào trước cái nào sau thì nó sẽ tách biệt cho anh em xem. Rồi tiếp theo số 1 tiếp nè, số 1 quan trọng lắm, số 2 cũng không kém, xác định cái biên cuối cùng. Rồi số 3 chỉ là cái lá thôi, số 3 chỉ là cái lá thôi ha. Tiếp theo đó, anh em vẽ riết nó sẽ quen tay thôi. Là số 1 nè. Rồi số 2 nè, số 3 nè. Đó, nó vô hình cái lá rồi. Đó, số 2 nè ha. Đó, cúp vô đó. Thì ở clip này anh em thấy ha, quá đẹp. Rồi mình xoay lại anh em xem, xoay các chiều cho anh em xem luôn ha. Ở đây nhìn cũng đẹp à, ở đây nhìn cũng đẹp, ở đây nhìn cũng đẹp ha. Thì bây giờ tương đối mình đã có được các cái chiều lá rồi, bây giờ mình vô cái nền. Yeah, xin lỗi, phải map down nó xuống. Cái hai cái này layer này mọt nó xuống, mọt đào nó xuống. Cái này mình bỏ đi, cái đó phát họa đó. Giờ mình vẽ xong rồi, giờ mình vậy là ok chưa? Ok rồi, mọt xuống luôn ha, mọt xuống để mình tô màu đó. Rồi ở cái góc này á thì mình thấy nếu mà nó rỗng quá thì mình nên cho một cái lá vô luôn ha, cho một cái lá vô. Nguyên tắc chữ S, chữ C, chữ C đó, mình có một cái lá rồi. Giờ cái nào nó lấn quyền, lấn cái border quá mình xóa bớt đi. Thì trong lúc mình điêu khắc á thì nó sẽ tránh được cái vụ mà lấn border này thôi. Thì lúc đó mình đã khắc cái border rất là sâu rồi. Để mình xóa bớt nhìn cho nó có vẻ nó đẹp. Rồi đó, nó phủ khắp rồi đúng không? Bây giờ mình vô màu, vô màu cái nền đi cho anh em dễ thấy cái lá nó nổi bật như thế nào với cái border nhé. Rồi tương tự thì mình cũng giống như làm nền cho nó thôi ha. Ở khâu làm nền thì có thể trong lúc điêu khắc á, thì mình sẽ làm nền cuối cùng, làm nền cuối cùng rồi mình vớt các cái viền, các cái viền của cái lá cây lại. Còn ở đây thì Alan tô màu trước cái nền để cho nó nổi bật, để anh em có thể xem, anh em có thể xem để mình phân biệt được nền, phân biệt được nền, phân biệt được lá cây và cái hiệu ứng khi chúng ta vào nền, vào nền nó như thế nào, nó nổi bật, để mình xem cái kết quả mà chúng ta vẽ nãy giờ ha. Đó, thì cũng rất nhanh thôi, anh em giữ chân anh em ở lại ha, để anh em xem rồi mình sẽ vào bóng như thế nào. Đó, mình vào rất là nhanh, để anh em xem. Rồi sau đó mình sẽ thấy được cái khi vào bóng thì nó cái lá cây và cái thành quả kết quả sản phẩm của chúng ta nó sẽ như thế nào. Thì anh em có điều kiện mà mình mua cái iPad mình thiết kế ở trên này nó cũng rất là tiện lợi cho anh em. Nếu mà anh em làm chuyên nghiệp á thì mình sẽ vẽ được rất nhiều mẫu sketch cho các cái sản phẩm mà mình sắp tới mình sẽ khắc. Thì ở trong cái video tới thì Alan sẽ làm một cái kỹ thuật cho anh em
cho anh em theo dõi cái cách mà mình làm một cái bản rập, sau đó mình chuyển thể lên iPad ha, chuyển thể iPad và mình vẽ trên cái bản rập đó, vẽ trên cái bản rập đó. Cái đó là cái kinh nghiệm của Alan ha. Alan toàn bộ những cái kinh nghiệm này là cái kinh nghiệm khi Alan làm, Alan chỉ lại cho anh em, không copy từ ai cả nhé. Mình làm nghề cho nên là mình có cái những cái kinh nghiệm nhất định như vậy thì mình chia sẻ lại cho anh em. Toàn bộ các video mà Alan làm ở trên kênh này là do Alan tự sáng tác suy nghĩ ra để làm, để chia sẻ với anh em cái kinh nghiệm của mình, hoàn toàn không copy tất cả mọi hình ảnh điêu khắc các cái bản sketch, thì mình một số cái thì mình có edit lại theo cái ý thích của khách, nhưng mà toàn bộ mọi thiết kế trên các cái video mà mình làm, mình có vẽ tay hoặc là mình thiết kế cho máy vi tính là đều là do Alan tự làm nhé. Nghệ thuật anh em, nếu mà anh em chơi nghịch thì không nói, nhưng mà anh em nào mà làm nghệ thuật thì chú ý, thì mình phải tự sáng tác, mình phải tự vẽ được, sáng tác ra những cái sản phẩm, mà ngay cả các cái họa tiết hoa văn thì mình cũng đều phải tự thiết kế ra, vẽ ra, tránh trường hợp mà vi phạm cái bản quyền cũng như là cái sáng tạo của các nghệ sĩ, những nhà điêu khắc khác ha. Cái đó là cái cách làm việc trong thế giới, trong mọi lĩnh vực ha. Thì khi sau này mình có làm, lỡ mình có nổi tiếng thì cũng không có những cái vướng mắc nào cả, đối với các cái khiếu nại, đối với các cái khiếu nại, nếu có xảy ra ha, nếu có xảy ra thì cái tiếng của mình nó vẫn còn được giữ. Rồi tiếp theo thì Alan sẽ vô bóng cho anh em xem cái kết quả. Thì ở phần cái chỗ này nó cũng hơi bất hợp lý, thì Alan sẽ vẽ lại cho anh em xem cho nó mang cái tính hợp lý một chút xíu. Nằm ở đây mới đúng đó. Thì mình lật cái lá cho cái lá con này nó thành cái lá của cái lá mình phải. Rồi thì cảm giác nó sẽ phù hợp hơn. Ok, thì tiếp theo thì Alan sẽ vẽ bóng theo cái nguyên tắc vừa rồi Alan có hướng dẫn mọi người á. Đó, vẽ bóng lên. Mọi người cứ theo dõi cái cách Alan vẽ, nếu mình muốn tập vẽ cho nó nhuần nhuyễn cái tay á thì cứ xem cái video này. Xem cái video này thì mọi người sẽ hiểu và biết cái cách Alan xử lý các cái bóng đổ của một cái lá cây nó như thế nào nhé. Thank you.
Rồi thì bây giờ Hà Lan đã hoàn thành cái bước mình vẽ một cái chanh này nhé, cái hoa văn hoa lá đầy đủ, hoa lá đầy đủ. Và cách mình lấp đầy những cái khoảng trống ha, cái mũi tên thì Alan gạch ở đây nè. Anh em để ý là khi mình làm á thì các cái khoảng trống như thế này mình phải lấp đầy sát viền sát mí, sát viền sát mí. Rồi để Alan lấy cái màu này. Rồi sát viền sát mí ha. Đó. Thì khi chúng ta làm như thế này á, thì cảm giác cái hoa văn nó sẽ đầy đủ bao hàm hết. Thì vừa rồi thì là cái quá trình mà Alan hướng dẫn cho anh em cách làm vẽ một cái hoa văn, triển khai từ hoa văn đơn giản sang cái hoa văn đầy đủ ha. Cái này là chưa phức tạp đâu, nói chung là đầy đủ hoa văn, các cái lá lấp đầy trên một cái bảng khuôn ha, trên một cái bảng khuôn. Và nguyên tắc mình lập một cái bảng khuôn trên con dao như thế nào đó, trên một cái cán dao ha, tưởng tượng thôi đó, thì điển hình cái bảng khuôn nó như thế này đó, như thế này thì chúng ta làm như thế nào, đúng không? Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video hướng dẫn vẽ của Alan. Nếu các bạn thấy yêu thích thì hãy cho cái video này một like nhé. Các bạn nào thấy cái video này hữu ích và có những cái câu hỏi thắc mắc trong quá trình vẽ, cũng như là chia sẻ cái kinh nghiệm của các bạn thì trong quá trình mình làm như thế nào, thì cùng chia sẻ với Alan nhé. Rồi, cảm ơn mọi người. Chúc mọi người một ngày vui vẻ và hạnh phúc nhé. Bye bye.